Hello tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình trên kênh Tâm Sáng Tattoo. Hôm nay mình thực hiện một hình xăm mili cho một hot girl anh em nhé. Ở trên vai, vai này là vai trái. Ở đây chỉ xăm một dòng chữ với lại một bông hoa đào nhỏ nhỏ thôi anh em ạ. Đây là quá trình scan. Anh em cùng theo dõi hết video này nhé. Anh em đang xem video, nếu như mà thấy video của mình hay và bổ ích thì đừng quên là nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Dán đấy, dán. Không đốt nhà đuổi nhà đâu. Nằm ạ. Chỉ lúc mà nó khâu từ cái cơ lên thì hơi run, là hơi phê tí thôi, chứ còn không đau. Hơi phê tí thôi, đau gì. Xăm này nó cũng thế nè. Chỉ hơi phê tí thôi. Anh ơi, là mới run nè. Đây là một hình xăm mili. Và khi mà chúng ta thực hiện một hình xăm mili thì chúng ta phải biết là chúng ta sử dụng cái kim nào để cho nó phù hợp với đường nét của một hình xăm mili nhé anh em. Thì ở đây mình đang sử dụng chiếc máy xăm Rotary có giá là 2 triệu đồng. Máy xăm này thì khả năng đi nét đánh bóng vào màu của nó là vô cùng ngon. Ok tất cả anh em, anh em nào mà đang cần tìm một chiếc máy xăm để tiến hành đi nét đánh bóng vào màu thì anh em có thể sử dụng được chiếc máy xăm này. Chiếc máy xăm này thì tiếng kêu của nó rất là nhỏ gọn. Tiếng kêu bé và thiết kế nhỏ gọn, xăm rất là đơn giản. Trong cái quá trình mà chúng ta tiến hành đi led cũng như là đánh bóng vào màu anh em nhé. Đấy, anh em nào cần mua máy hoặc là cần tư vấn về máy thì anh em có thể inbox cho mình qua số điện thoại là Zalo là 0789115666 anh em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Thì đây là cái quá trình mà mình đang tiến hành mình đi led. Đối anh em đoán được là mình đang sử dụng cái kim bao nhiêu để mình tiến hành mình đi led. Đấy, anh em đoán đúng thì mình có thể mình chia sẻ hoặc là trả lời một câu hỏi bất kỳ của anh em đó về cái lĩnh vực mà về cái thể loại, về cái vấn đề mà anh em đang mắc phải anh em nhé. Anh em hãy để lại một comment ở phía dưới anh em nhé. Sau khi đi led xong thì mình tiến hành vào màu anh em nhé. Vào màu thì mình sử dụng máy Izeta anh em ạ. Thì vì thay kim cho nó dễ, khi mà mình xăm những cái hình nhỏ như này ấy, thì mình sẽ sử dụng là máy Izeta để vào màu. Còn nếu như mà mình sử dụng nếu như mà mình xăm những hình lớn thì mình có thể mình đổi kim cho chiếc máy Rotary vừa nãy ấy, để mình tiến hành vào màu những mảng lớn thì nó sẽ cực kỳ là ngon luôn. Vào màu mảng lớn thì giả dụ như là vào màu ở tay, ở lưng hoặc là ở chân thì mình sử dụng chiếc máy Rotary mà vừa nãy mình đi led ấy thì nó sẽ cực kỳ là ngon. Còn khi mà xăm những hình mili mà mình cần phải đổi kim nhiều liên tục thì mình sẽ sử dụng chiếc máy Izeta này. Izeta thì sử dụng kim đạn, nó cho ra một cái lực khá là ok để chúng ta tiến hành đánh bóng vào vòng màu anh em ạ. Còn về đi led thì mình đánh giá là đây là một chiếc máy xăm cho cái khả năng đi led nó hơi yếu một chút. Nó hơi yếu thôi nhé, nó sẽ không được căng led nếu như mà anh em không cứng tay và không kiểm soát được lực kim cũng như là lực máy để anh em tiến hành anh em đi led ấy, thì cái led mà anh em sử dụng bằng chiếc máy xăm Izeta này thì nó không ok bằng chiếc máy xăm Rotary kia. Mặc dù là giá thành của chiếc máy xăm Izeta thì nó rất là cao, nó cao hơn 5-6 lần luôn. Izeta bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 14-15 triệu anh em ạ. Còn chiếc máy xăm Rotary kia thì nó chỉ có 2 triệu đồng thôi. Nhưng mà hiệu quả mà nó đem lại thì cực kỳ là ok anh em nhé. Anh em cần mua máy thì inbox cho mình nha. Cái cánh hoa đào thì mình sẽ tiến hành là mình vào bằng hai màu anh em nhé. Phía cánh ngoài thì mình sẽ vào màu đỏ, còn phía cánh trong thì
mình sẽ đi bằng màu hồng, thì như thế thì nó sẽ tạo ra cái sự chuyển tông về màu, sẽ giúp cái cánh hoa của mình nhìn nó sẽ uyển chuyển hơn. Ok anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lau sạch màu đỏ đi, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta vào màu hồng. Ok, hot girl này thì da rất trắng nên xăm xong thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Sắm mà khóc thì đau quá à. Tương lai là có bản lĩnh là đi săn cũng to đấy, nhìn phong thái như thế này. Để nghĩa bây giờ chảy nước mắt hay khóc. Không thể á ớ gì cả, không thể nhăn mặt nhăn mũi gì cả. Được. Vậy đấy. Nào anh em mình làm kết hợp làm bức kiến lưng. Thật ra nó đau thì có đau nhưng mà đến nỗi không đến nỗi mà phải không chịu được. Có đau nhưng vẫn chịu được đúng không? Vẫn là một cao người này. Bản lĩnh thì có thừa nhưng mà đau đéo chịu được. Cô đấy không dành cho em. Em đấy bản lĩnh có thừa, đau có thừa nhiều hơn. Đây là dừa giáp chứ? Đúng rồi, dừa giáp. Bác hỏi ở đây đặt được dừa giáp chứ? À, đặt được rồi. Đang đợi chung. Anh đường cho em anh có muối đi. Tinh dừa 1 hay dừa 8? 8 muối cho 1 cũng được, hoặc là 8 muối cũng được. Tám muối nó cao được, mỗi bụng mỗi béo yếu mà.
em từ từ nên không biết. Từ nó không béo à? Còn từ nó không sao muối à? Quen rồi không? Tưởng ngay quen quen cái kim này để thấy sướng đúng không? Có sướng không? Không. Chỉ thấy bình thường thôi. Quen kim là phải thấy sướng. Thế thì chắc chưa quen hả? Quen. Quen rồi. Chưa quen. Tắt không rồi đó. Có vẻ đi cày tầm 11 giờ bắt đầu mua bia về nhận là đẹp đúng rồi không cày ai cày ra gì nút rồi sao rồi có sắp thêm nút rồi sao không đấy một nốt là đủ rồi không cần hai đâu hai bên hai lốt chịu đấy còn hoa đào nó bay rất tối từ từ chưa xong thế làm gì? Có muốn lên YouTube không? Ừ. Xem mà đem đi. Tao bảo hot girl. Hot girl lần đầu đi xăm. Cảm giác là có hot girl lần đầu đi xăm như thế nào? Bình thường. Nói chung là cũng không sợ lắm, không sợ. Không sợ. Sợ gì đúng không? Thuốc tê chắc là xăm như không nhỉ? Ừ. Thuốc tê thì lại chẳng xăm như không. Cái này không có thuốc tê em thấy bình thường mà. Em là cô gái mạnh mẽ, em thấy bình thường.
Ok, tất cả anh em, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.